Các bạn đang theo dõi trên màn hình là mẫu xe Exciter 105 năm 2022, phiên bản kỷ niệm 60 năm Yamaha tranh tài MotoGP. Một phiên bản phải nói là rất đẹp luôn ở thời điểm hiện tại. Và video ngày hôm nay, mình sẽ review chi tiết thông báo giá gửi đến các bạn tại Yamaha Quang Trung của Thái Bình. Và sẽ so sánh một chút ấy với hai phiên bản màu trắng còn lại của mẫu xe Exciter 105. Sau đây các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay, các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Exciter 155 phiên bản 2022, phiên bản kỷ niệm 60 năm. Top 5 quay cận cảnh trực tiếp tại Yamaha Quang Trung với địa chỉ là 34 đường Quang Trung của thành phố Thái Bình các bạn nha. Trước đây có rất nhiều video mình quay cái mẫu xe Exciter thời điểm ra mắt vào cuối năm 2020 trước đây, mình đã gửi tới các bạn rồi. Một đại lý có rất nhiều những cái mẫu xe khác nhau các bạn nha. Và thỏa theo yêu cầu của mọi người muốn mình quay cận cảnh trực tiếp phiên bản kỷ niệm 60 năm này thì mình có giới thiệu review cận cảnh gửi đến các bạn ở đây. Mình sẽ quay thật là chậm này, chi tiết để các bạn có thể theo dõi từng góc độ một, từng cái vị trí một trên xe. Phiên bản màu trắng rất đẹp, xen lẫn vào đó là một số những cái mảng màu đỏ, màu đen và màu vàng. Đặc biệt ấy là đập vào mắt mọi người là một cái ấn tượng ở bộ mâm xe được sơn màu đồng các bạn nha, zin luôn. Chắc chắn với bộ mâm này sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn gì đó là phong cách hơn, hiện đại hơn cho mẫu xe Exciter ở đây. Như mình đã giới thiệu ở các phiên bản kể cả 4 kiệt tác đường phố và phiên bản Manta Energy thì tổng thể thiết kế của mẫu xe này cũng như là động cơ vẫn giữ nguyên như mẫu xe Exciter phiên bản 155 hiện hành. Yamaha nó chỉ thay thế bằng một loạt những cái tem xe mới, màu sắc mới và những cái bộ mâm mới để mang đến một cái phong cách chủ đạo của Yamaha là thể thao hơn, thời trang hơn và sáng tạo hơn các bạn nhé. Một chút nữa thì mình sẽ gửi tới các bạn giá bán cụ thể của phiên bản này cũng như một số các phiên bản lại còn lại nhé tại Yamaha Quang Trung, để với những bạn nào ấy ở thành phố Thái Bình các bạn có thể đến trực tiếp với Yamaha Quang Trung, địa chỉ 34 đường Quang Trung, thành phố Thái Bình để có thể tìm mua lựa chọn cho mình ở thời điểm này các bạn nhé. Giá bán cũng ổn định thôi, phải nói là cực kỳ ok trong cái thời điểm này. Nó không bị nâng giá quá cao so với những cái mẫu xe khi mới ra mắt khác. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm các bạn nha. Đặc biệt là hai cái phiên bản được Yamaha thêm vào là phiên bản kỷ niệm 60 năm ở đây, cũng như là phiên bản Manter Energy, là hai cái phiên bản mà được anh em yêu thích quan tâm nhiều nhất so với 4 phiên bản mà phiên bản kiệt tác nghệ thuật của đường phố mà Yamaha đưa ra. Còn lại mọi thứ trên xe vẫn tương tự, anh em có thể biết qua rồi. Đây đều được lên từ những phiên bản Exciter 105 cao cấp, có trang bị chìa khóa thông minh, cổng sạc 12V hay là ngàm phanh 2 bít tông. Đây các bạn có thể nhìn một chút ở phần đầu xe cho mình các bạn nhé. Nó trang bị thêm một cái phần rè màu đỏ phía trước, tạo điểm nhấn cho xe, cùng với tông màu trắng của xe. Một chút nữa thì mình sẽ so sánh với hai phiên bản màu trắng còn lại để các bạn có thể theo dõi được chính xác hơn, chi tiết hơn. Với bản thân top 5 thì với mỗi một màu sắc ấy, đều có cho mình những cái nét đẹp khác nhau, điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Nhưng ấy, chắc chắn với phiên bản kỷ niệm 60 năm này, anh em sẽ có cái gì đó là yêu thích hơn, phấn khích hơn các bạn nhé. Đây phần đầu xe đây, vẫn tương tự thôi. Màu trắng được thể hiện rất nhiều từ phần mão đầu đèn này đến phần mặt nạ phía trước. Xen lẫn vào đó là một số những cái đường chỉ màu vàng và màu đen tạo điểm nhấn cùng với cái logo kỷ niệm 60 năm. Rè chắn bùn phía trước này, sơn màu đỏ rất ấn tượng luôn. Cùng với đó nữa là cái bộ mâm được sơn màu vàng đồng. Đây chắc chắn là một cái bộ phận, một cái chi tiết, một cái trang bị phải nói là đáng giá các bạn nhé, cho cái mẫu xe Yamaha Exciter này. Đây bên hông xe đây, các bạn có thể nhìn trên hình cho mình nha. Phần yếm xe cũng là chủ đạo màu trắng thôi. Xe lẫn vào đó là một cái logo màu vàng đen của Yamaha, cùng với cái giải tem màu đỏ này, xung quanh là những đường chỉ màu đen vuốt nhọn từ phía trước ra phía sau xe. Đây các bạn có thể nhìn ở bên hông xe đây, cũng có những cái bộ phận tem xe tương tự các bạn nha. Cái thời điểm mà 60 năm trước đây thì Yamaha với đội đua MotoGP của mình cũng với màu sắc chủ đạo là màu, nên ấy, họ kỷ niệm lại bằng việc đưa ra những cái màu sắc như vậy. Giảm sóc mô sốc phía sau được bổ sung bằng màu vàng các bạn nha. Mâm xe phía sau cũng là màu vàng đồng, kích thước lốp xe thì vẫn tương tự như cũ mà thôi. Trên xe thì các nút chức năng phím bấm vẫn tương tự, cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là động cơ 155, trang bị van biến thiên VVA. Đi kèm với đó là cái bộ ly hợp,
hỗ trợ chống trượt và cái hệ thống van biến thiên như mình đã giới thiệu gửi đến các bạn rồi, tăng hiệu quả vận hành ở những giải tour tầm cao, cho ra công suất vào khoảng tầm 17,7 mã lực tại vòng tua 9.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại vào khoảng tầm là 14,4 Nm tại 8.000 vòng trên phút các bạn nha. Hiện nay phiên bản Exciter 155 kỷ niệm 60 năm này được Yamaha Quang Trung bán với giá bán ngang giá bán đề xuất của hãng là 51.990.000. 51.990.000, giá bán đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Các bạn có thể thấy được cái mẫu xe logo Yamaha Quang Trung ở đây. Rất đẹp, rất cuốn hút rồi. Rất chi tiết để anh em có thể tham khảo lựa chọn cho mình. Sau đây thì mình sẽ so sánh phiên bản này với hai cái mẫu xe còn lại, đều là những phiên bản màu trắng rất đẹp. Anh em cũng có để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình rất nhiều, quay cận cảnh chi tiết hai cái màu sắc ở đây. Nếu để so sánh phiên bản kỷ niệm 60 năm với hai màu sắc này thì phiên bản kỷ niệm 60 năm mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn một chút. Đẹp hơn một chút các bạn nha. Điểm nhấn ở phần bộ mâm xe cùng với một số những cái đường chỉ tem xe này, cũng như màu sắc của xe nhìn có vẻ là ấn tượng hơn. Nhưng với những bạn nào ấy yêu thích cái phiên bản màu trắng này với những cái bộ tem màu xanh nõn chuối, cũng là phiên bản 2022 mới nhất ở đây. Và một phiên bản cao cấp ra mắt vào cuối năm 2020, tháng 12 năm 2020. Phiên bản này thì có cả hai màu sắc là phiên bản trên phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn. Hiện nay phiên bản màu trắng của năm 2021 ấy, đây các bạn có thể theo dõi, nó sẽ có nhiều mảng màu đỏ hơn. Giá bán hiện tại của nó vào khoảng tầm là 46 đến 47 triệu thôi. 46 đến 47 triệu thôi các bạn nhé. Trong khi đó thì phiên bản Exciter phiên bản 155 trang bị van biến thiên VVA phiên bản trong 4 màu sắc giới hạn kiệt tác đường phố này thì giá bán của nó vào khoảng tầm 51.490.000 đồng, 51.490.000 đồng tại Yamaha Quang Trung. Đây các bạn có thể theo dõi chi tiết cho mình, màu nào cũng đẹp, kể cả phiên bản vừa ra mắt ngày 5 tháng 9 vừa rồi với những cái họa tiết tem xe màu đen và một chút những cái màu xanh vàng chanh ấy, màu vàng chanh hay màu xanh nõn chuối, kể cả cái đường chỉ ở phần mâm xe cũng được sơn màu tương tự các bạn nhé, dán tem tương tự, các bạn có thể theo dõi luôn cho mình. Đây là phần ngang xe của phiên bản 2021, các bạn có thể theo dõi luôn. Cũng rất đẹp, rất đáng để quan tâm. Anh em có thể mua phiên bản này về, lên cho nó một số những cái bộ tem là cực kỳ ok và đáng để quan tâm nhất các bạn nha. Quá đẹp rồi, quá cuốn hút rồi. Anh em nào muốn mua, giá bán cực kỳ phải chăng, 47, 46, 47 triệu. Anh em mua về lên bộ tem chùm nữa là cực kỳ ok cho mẫu xe này. Còn phía bên kia giá là 51 triệu đến 51 triệu 490 nghìn đồng. Tức là chỉ ngang bằng với giá bán đề xuất của hãng mà thôi. Đó là một số những cái thông tin ngày hôm nay Top 5 muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này. Đặc biệt là thỏa theo yêu cầu của mọi người, mình quay rất là cận cảnh chi tiết cái mẫu xe Exciter phiên bản kỷ niệm 60 năm Yamaha tranh tài MotoGP các bạn nhé. Một phiên bản màu sắc phải nói là rất đẹp ở thời điểm hiện tại, rất nhiều anh em quan tâm. Và màu sắc đó đem đến một trải nghiệm rất mới trong cái thời điểm dịch Covid-19 như thế này. Anh em nào muốn quan tâm, hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý là 0919521668. Mình sẽ để ở phần mô tả của video. Các bạn đã dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa Top 5 nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.